Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của S-Make Audio. Và ngày hôm nay trong video này thì S-Make Audio hôm nay giới thiệu một đơn hàng của anh Ti. Anh có địa chỉ tại Đồng Nai. Anh đã lựa chọn đơn hàng bên em, đó là hai cục đẩy TD Arcotic MA41000 để anh lắp phòng hát của gia đình anh. Và sản phẩm này là 1000W đủ các bác ạ, sử dụng 52 sò TOS 52 sò LGV kép các bác nhé. Ngoài 52 sò LGV kép ra thì nó còn các cái bù áp các bác nhé, còn vẫn còn sò bù áp các bạn. Và cái sản phẩm này ấy, thì nó là một cái sản phẩm hàng chất của hãng Teleoptic, nó sử dụng 16 tụ lọc nguồn các bạn, 16 tụ lọc nguồn hàng chất và nguồn biến áp là dây lõi đồng nguyên chất các bác nhé. Bản của nó phải bản 20 phi 20 các bạn, và tất cả cái vỉ tản nhiệt của nó sẽ có 4 quạt gió các bạn, 4 quạt gió. Và tất cả thông tin của sản phẩm này, thông tin của nguồn này sẽ được đính chính ở trên mặt của sản phẩm, mặt trước của cái nguồn biến áp các bác nhé. Và tương quan mặt của sản phẩm nó nhìn rất đẹp, nó có hai tay sách để giúp vận chuyển qua những địa hình không bằng phẳng này, và các nút chiết áp bi các bác nhé. Chiết áp bi này rất là bền, không sợ lẹt xẹt trong quá trình sử dụng. Nó bốn chiết áp này nhìn rất là đẹp và tinh tế này các bác này. Và ngoài ra thì nó có các cái cường độ hiển thị của nó này, power sẽ nó đóng le này, và các cái cường độ nháy của nó thì nó sẽ tương ứng với công suất đã đạt. Nó báo clip nó sẽ là báo động này các bác này, còn protect thì nó sẽ đóng tạm thời các bạn. Đấy thì thường nó sẽ, nếu mà 1000W này thì nó sẽ có thể đánh được xúc đơn bát 50, mỗi một vế nó sẽ đánh được xúc đơn bát 50 từ 220 côn 100 các bác nhá. Và cái sản phẩm này thì nó cực chất, và mặt của nó là mặt phay nhôm, hai vế của nó đây có thể tháo ra vệ sinh cái lưới bên trong các bác ạ. Đây ly lông của nó, khi nào về thì các bác anh Ti có thể là bóc ra khi anh sử dụng các bác anh nhé. Đây tay sách của nó này, thì anh có thể là tai của nó này anh bắt vào tủ kỹ thuật của anh nhá. Thì thùng của nó, vỏ của nó thì dễ cứng cáp dày dặn các bác này, cực kỳ dày dặn cứng cáp, không lo trong quá trình vận chuyển các bác nhé. Mỗi một vế này thì nó sẽ có các cái cầu chì cũng như là các cái le để khi mà có lỗi xảy ra của vế đó thì nó sẽ tự ngắt, tự khoanh vùng lại, nó bảo vệ, nó không lan tỏa cái sự quá tải hay là lỗi công suất sang các cái vế khác các bác nhá. Nó rất là hay điều đó. Và tất cả các cái sử dụng linh kiện của linh kiện nhập khẩu, IC thì IC nhập khẩu, các cái tụ điện và các cái trở này, tiêu chuẩn 5 vạch màu tiêu chuẩn quốc tế đấy các bác này, các cầu chì này, rất nhiều cầu chì bảo vệ này. IC này, IC có thể là xử lý được các bác nhá, nó không phải là IC dán nên là rất dễ xử lý được các bác nhá, nên là không lo ví dụ chẳng may nó có lỗi thì nó vẫn xử lý được thoải mái các bác nhá, không như các cái dòng đẩy khác. Dòng đẩy khác dùng IC dán thì bó tay, sửa thì bó tay các bạn, nó cực kỳ mất chi phí mà cực kỳ lâu đấy. Các cái chở, cái chở các IC của nó được làm rất là cầu kỳ và cẩn thận đấy. Sản phẩm này là cái hàng gần như là mã khỏe nhất của TD Arcotic rồi, chuyên lắp phòng. Đây nó còn các cái chiết áp của nó này các bác này, nó còn được bọc cả nhựa bên ngoài để tránh bụi bẩn các bạn. Đấy. Đây cái em xin phép được quay từ phía sau của sản phẩm này. Phía sau sản phẩm này ấy, thì nó sẽ có cái các cái lỗ thông hơi quạt gió này. Đấy. Dọc đầu vào input đây thì nó có cái dây cài này bấm vào để chúng ta cho cái dắt ca lông vào các bác nhá. Còn các đường ra của nó ấy, thì chúng ta có thể là ra bằng dây cài này, truyền thống các bác nhé, hoặc là có thể là ra bằng rắc níu chích các bác nhé. Đấy, rất đa năng và tiện dụng. Đây là cầu chì này, dây nguồn các bác này, dây nguồn to khủng khiếp luôn, dây nguồn to khủng khiếp luôn. Cái hàng này là hàng chất các bạn. Đó, sản phẩm này nó là hàng chất của Teleoptic, công suất 1000W thực nhé. Em xin phép nhấn mạnh lại là 1000W thực các bác nhé, nó không phải là ảo đó, 1000W thực. Chúng ta có thể ghép vào full đôi bát 40 hoặc là phun đôi bát 50, hoặc là chúng ta có thể là ghép vào xúc đơn bát 50, hoặc là thậm chí chúng ta chập hai kênh này vào một đánh bright để chúng ta đánh xúc kép bát 50 các bác nhé. Sản phẩm này ấy, thì có thể đánh được một cặp xúc kép bát 50 các bạn, một cặp xúc kép bát 50 ấy, đó là bốn quả bát 50 các bạn các bác nhé. Sản phẩm này thì nó là hàng dòng hàng chất của sản phẩm Teleoptic, và những cái model này thì nó cực kỳ nặng. Mỗi một chiếc này khi mà đóng thùng ấy, thì cả xốp nữa nó phải rơi vào tầm khoảng 27-28 cân. Đó, rất là nặng các bạn. Và cái đơn hàng này thì em vận chuyển vào trong Đồng Nai, thì
thì cước khá là cao. Anh cũng là khách quen của bên em rồi, nhưng bên em không cần cọc, em sẽ vận chuyển vào khi đang nhận được hàng, bốc ra kiểm tra và thanh toán tiền. Và cái dòng sản phẩm này ấy, thì anh sẽ ghép vào súp hơi bát 50 và những chiếc còn lại, những vế còn lại ấy, anh sẽ ghép vào phun đơn 40 bởi vì phòng hát của anh rất rộng. Và tiếp theo em sẽ bật công suất của nó lên và em sẽ thử một đoạn nhạc để các bác cùng cảm nhận độ chi tiết của nó. Em bật lên, em sẽ ghép lối vào đôi loa CF bát 30. Chờ anh tháng ngày mỏi mòn, mối tình lắng đắng. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa cài lên trời, rau răm ở lại. Đấy các bạn, đấy trực tiếp các bạn nhé, đấy trực tiếp này, không qua vang các bạn nhé. Đấy là không qua vang mà tiếng nó cực kỳ sạch. À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. À ơi, tao dùng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em. À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. À ơi, tao dùng sân đình, thương anh một mình nhớ em. À ơi, hôm nay lên. Đấy, các bác có thể nhận thấy là công suất nó cực kỳ khỏe và cái độ chi tiết nó rất cao. Tiếng rất, rất sạch sẽ mà mặc dù em đánh trực tiếp nhá, đến tín hiệu mà từ TV luôn. Đây, tín hiệu từ TV luôn. Đó, từ TV này, cổng quang này chuyển qua Kiwi này, ra dây AV này, dây AV này cắm chẳng trực tiếp vào chiếc đẩy ấy, thì mới test được cái tiếng của nó với độ trung thực của nó các bạn. Chứ còn qua vang xử lý rồi thì thực sự là đó không phải là test đẩy các bạn nhá. Test đẩy là phải test trực tiếp tiếng nhạc của nó vào thì nó mới có thể kiểm nghiệm được cái độ hay của cục đẩy các bạn. Vâng, và em xin phép là dừng video tại đây để em tiếp tục đóng đơn hàng cho anh Ti để anh nhận hàng một cách sớm nhất để anh có thể kịp công trình của anh. Và trên đây là video giới thiệu về đơn hàng của anh Ti với dòng sản phẩm đó là hai cục đẩy Telemtic MA41000 của hàng chính hãng. Và cái sản phẩm này thì là 1000W một kênh và sử dụng 52 sò LJW các bác nhé. Và bây giờ em xin phép dừng video tại đây để em tiếp tục đóng đơn hàng cho anh. Và các bác chưa đăng ký kênh thì các bác vui lòng bấm đăng ký để theo dõi những video mới nhất của SMX Audio và những sản phẩm của Telemtic. Và các bác bấm vào nút chuông để nhận được những thông báo khi bên em ra video mới nhất. Và cảm ơn các bác đã xem hết video của SMX Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.